Cho con hỏi, sao con ngồi thiền tụng chú Đại Bi, tâm con hay suy nghĩ lung tung hoài, con không chú tâm được. Đâu phải tụng chú Đại Bi mới không chú tâm, bình thường cũng đã không chú tâm rồi, bình thường tâm mình cũng loạn xạ rồi, rồi đâu phải chỉ tụng Đại Bi mới loạn xạ đâu, tụng kinh gì cũng loạn xạ. Bởi vì sao? Bởi vì căn bản nhất tâm của chúng ta là cái tâm phàm duyên, cái tâm lăng xăng, cái tâm còn rất là trộn rộn. Vì vậy cho nên các tổ đã phương tiện bày ra những cái hình thức tụng kinh để làm gì? Để giúp cho mình trở về, đưa cái tâm mình trở về. Thí dụ mình đang ngồi mình tụng, mình suy nghĩ ra, mình lo ra, nhớ trực kéo tâm trở lại. Cứ như thế mà làm. Không phải là chị Phật tử này mới bị đâu, ngay cả mấy thầy, mấy sư cô đang tụng kinh cũng bị chi phối chứ gì nữa. Nhưng mà các vị, mình chi phối xong mình nhớ trực, mình trở về. Cái tâm của mình nó giống như con trâu vậy đó. Thậm chí mình ngồi thiền ha, nửa tiếng ngồi thiền là cũng hết 20 phút lo ra rồi. Nhưng mà ít nhất mình cũng để con trâu mình được yên tĩnh 10 phút. Nó cũng biết nghe lời mình, nó ngồi yên 10 phút. Chứ bình thường là nó rong ruổi suốt cả 30 phút. Bây giờ mình tu là mình ngồi nửa tiếng thì nó nhảy 20 phút. Nhưng mà nó vừa đứng lên, mình kêu nó xuống. Nó vừa đứng lên, mình kêu nó xuống. Thì cái tâm của chúng ta, cho nên ấy, nhà Phật hay nói tu tâm là vậy đó. Nghĩa là chúng ta biết cái tâm nó đang vận hành như thế nào để chúng ta chỉnh nó. Đó là tu tâm. Vậy thì tu là gì? Là một sự trở về để nhận diện cái tâm của mình. À, mà nhà thiền hay nói đơn giản là bản lai diện mặt mũi xưa nay của mình. À, mặt mũi xưa nay của mình vốn là tĩnh lặng, nhưng vì một niệm hay là một cái sự một cái suy nghĩ vọng động, cho nên chúng ta, mình nói ví dụ ha, mình đang làm gì đó sắp sửa thành công rồi, một giây phút lo ra thôi là cái việc kia nó bị hư liền đó. Cho nên một cái giây phút lơ là mất liền. Quý vị nào mà đi xe bus, đón xe bus city, đón xe bus công cộng coi, ỷ y mà một người chạy ra trễ một chút thôi là xe bus nó chạy liền. Cho nên trong cuộc sống này á, những khi chúng ta lỡ xảy một chút mà nó hư việc á, thì đại chúng nhớ cái đó đó nó y như trong nhà Phật chúng ta hay dùng: bản tâm mình xưa nay vắng lặng, công trình của mình giữ tâm không, chỉ một phút rong ruổi theo phàm tình mà chúng ta đi xa đi hoài mà chưa thấy nhà đó. Bằng chứng ha, thí dụ bây giờ mình khổ, mình có gia đình mình khổ quá, mình nói trời ơi phải xưa cho tôi quyết định, hồi đó tôi quyết định dại quá, một quyết định của mình thôi mà nó khổ triền miên. Còn giờ mình nói trước ước gì cho tôi trở lại, tôi ước một cái ước nguyện khác. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, tâm là cái mà nó lăng xăng, nó còn trôi nổi, nó còn vọng động, mà người tu của chúng ta là người biết quay trở về để mà nhận cái tâm đó. Cho nên đừng có sợ, đừng có lo. Hễ mà nó còn, mình khi mà nó còn vọng động là mình biết sao? Mình còn phải tu dữ lắm. Khi nào mà nó thuần thục rồi mới tính. Nó như con trâu hoang vậy đó. Mà không phải riêng mình khi nào mình tụng chú Đại Bi đâu, tụng kinh gì mà thậm chí buông ra không tụng cũng lo ra như thường. Nhưng mà trước giờ lo ra là chạy theo, lo là chạy theo. Nó ra cái mình chạy theo, còn giờ nó vừa ra cái mình kéo nó vô. Nó vừa ra mình kéo nó vô. À, tại sao chuỗi có 108 hạt mà không phải là 100? Thưa đại chúng, cái này Pháp Hòa cũng giải thích nhiều lần rồi, nhưng mà thôi Pháp Hòa nói gọn lại cho đại chúng nhớ ha. Thường thường á, chúng ta có 6 giác quan là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Cái đó gọi là 6 giác quan, nhà Phật gọi là 6 căn. 6 căn đó là 6 giác quan của mình. Thì 6 giác quan này nó có 6 cái đối tượng của nó, nhà Phật gọi là 6 cảnh. Ví dụ như là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Con mắt
thì nhìn sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm vị, thân thì xúc chạm, ý thì phân biệt. Đó, sáu cái đó là sáu cái đối tượng của sáu căn, chúng ta gọi là sáu cảnh, hay là có khi người ta thường gọi là sáu trần. Nhưng mà nếu ai học Phật mà ta nói cho kỹ thì cái gì nó mình bị lôi, mình bị lôi bởi nó, mình bị cuốn hút bởi nó mới thành trần. Chứ còn nếu mình nhìn nó thì nó chỉ là cảnh thôi. Nhưng mà ở đây trường hợp này là trần nè. Sáu cái đó, mình có sáu giác quan, mình nhìn sáu cái, mình tiếp xúc với sáu cảnh. Rồi thì mình phân biệt, cái đó gọi là sáu thức. Thí dụ như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Ví dụ mình nhìn, này là cảnh nè, căn nè, cảnh nè. Nhìn cái thì cái đầu mình nó nói liền bông. Nhưng mà sau đó nó phân biệt tiếp nghe, giả, thiệt, trắng, hồng. Cái phân biệt đó chúng ta gọi là cái thức, cái phân biệt của cái mắt, cái phân biệt của cái tai. Thậm chí mình nghe cái người đó hát, ủa ai mà sao giống Chế Linh vậy, nghe kỹ là ôi không phải, Chế Linh không có hát cái tông này, hay là Chế Linh xuống câu này nó không có phải điều này, phân biệt liền. Nhưng mà mới đầu mình nghe cái tiếng đó mình chưa phân biệt, cái thức nó có trong đó rồi bắt đầu nó phân biệt. Sáu căn, sáu trần, sáu thức. Sáu lần ba là mấy? 18. Sáu lần ba là 18. Mà 18 cho nên mình mới có 18 hột chuỗi, phải không? Mà chính 18 cái chỗ, cái đó nó mới làm mình sao? Con người mình là cứ xuống lên sáu cái 18 cảnh giới đó. Cho nên trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh gọi là gì? Không có 18 giới, nhớ không? Không có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, không có 18 giới từ nhãn đến ý thức, không hề, vân vân. Thì cái 18 giới đó là sáu căn, sáu trần, sáu thức. Sáu lần ba là 18, phải không? Rồi 18 cái này nó duyên với sáu cái căn bản phiền não. Sáu căn bản phiền não là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Ví dụ con mắt mình nhìn cái hoa, phân biệt liền hoa đẹp, hoa đắt tiền, thì bắt đầu cái kia nó khởi tiếp, khởi tâm tham liền, là muốn lấy, muốn lấy. Mà nếu như mình lấy không được thì mình gì? Sân. Rồi về nhớ cái bình đó hoài là si. À, mà lỡ mình biết được á, là ai ăn cắp cái bình đó rồi, hoặc là ông thầy cũng cho ai rồi, là mình ganh với người đó, là mình mạn. Rồi thậm chí mình không thấy cái bình đó đâu, mình nghi, vân vân. Cho nên một cái căn duyên một cảnh phân biệt, rồi duyên với sáu cái căn bản phiền não mà của chúng sanh mình gặp mỗi ngày đó. Có phải 18 mà nhân cho sáu cái này phải là 108 không? Phải không? Phải 108 không? Ừ. Nhớ nghe, 18 hột chuỗi là tượng trưng cho 18 cõi, sáu căn, sáu trần, sáu thức, nhân cho sáu căn bản phiền não. Thật ra căn bản phiền não thì nói 10, nhưng mà 10 đây là tại vì cái ác kiến á, là cái thấy á, nó có tới 5 cái loại thấy, cho nên nó là phụ thuộc của cái thấy. Còn ta nói tổng quát là ác kiến thôi. Còn cái kiến là chi tiết nữa là gì? Biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Nó đều là từ cái thấy, nhưng mà cái thấy lệch lạc, cái thấy sai quấy, cái thấy tà vải, thì cái đó nó mới thêm. Còn ta nói ác kiến là nói chung đó. Cho nên căn bản phiền não có sáu. Sáu căn, sáu trần, sáu thức, nhân cho sáu cái căn bản phiền não. Thì 18 mà nhân cho 6 là 108. Vậy thì cái hột chuỗi đó đó, cái sâu chuỗi 108 đó, cái sâu chuỗi 108 đó để biểu tượng cho một cái quá trình tu tập của chúng ta. Con người mình ngày nào không lấy mắt mà nhìn, lấy tai mà nghe, lấy mũi mà ngửi,
lấy lưỡi mà nếm, lấy thân mà xúc chạm, lấy tâm thức mà ý thức mà phân biệt, ngày nào cũng làm bao nhiêu việc. Nhưng mà nếu chúng ta duyên với tham sân si, mạng nghi ác kiến, thì chúng ta khởi phiền não. Còn nếu chúng ta tu tập là gì? Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, thấy biết vậy thôi. Không có thêm cái, thí dụ bây giờ người ta nói đây là Trường Vũ hát và mình biết Trường Vũ, nhưng mà tại vì mình thích ai hơn thì mình bắt đầu có cái phân biệt cái gì đó, cho nên nó khổ đó. Con có ý nguyện muốn hiến tạng, hiến tạng tức là nội tạng đó, nhưng nhiều người lại góp ý không nên, vì nếu bản thân tu không tốt, đến lúc mất khi bị lấy nội tạng thì khởi tâm sân hận rồi đọa địa ngục. Thật tâm con vẫn muốn hiến nội tạng hơn hiến xác, vì ở Việt Nam số lượng người chờ ghép tạng rất nhiều. Này, câu hỏi này ở Việt Nam hỏi. Giờ Phật tử này muốn hiến tạng, nội tạng, nội tạng, nhưng mà giờ có người góp ý nói mình tu chưa có giỏi, lỡ người ta mổ mình ra rồi mình đau quá mình nổi sân. Dạ thưa cô, cứ hiến đi, không có sân gì đâu lo. Tại sao? Vì khi cô phát nguyện hiến tạng, cái tâm ý cô đã chuẩn bị cái việc đó rồi. Và cô dư biết rằng người ta động chạm tới thân mình là mình phải có sự đau. Nhưng trong giây phút đó mình rất hoan hỷ, vì mình biết rằng cái tâm nguyện của mình đã được mãn, được tròn, thì mắc gì nổi sân. Phải chi tự nhiên người ta, mình không có không nguyện không gì hết, tự nhiên người ta nhào vô, ta mổ xẻ cái thân mình thì có thể nói là sân. Còn này mình phát nguyện rõ ràng là mình có sự chuẩn bị rồi. Ví dụ như Đức Phật A Di Đà, ủa tại sao mình không có sanh về nước khác mà sanh Phật A Di Đà? Tại vì Phật A Di Đà phát nguyện. Phật A Di Đà phát nguyện là nếu có chúng sanh nào chán cõi ta bà, không thích ở ta bà mà muốn về cõi của tôi thì tôi cho về đó, nhưng mà tôi có điều kiện à. Điều kiện của tôi là gì? Là người đó phải qua 10 muôn ức cõi mới tới tuổi cõi tôi được. Người đó phải gieo đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, chứ đâu phải bình thường. Bây giờ không lẽ bây giờ chúng sanh mình niệm Phật lên trên cõi cực lạc, rần rần ở trên giận, nói đi đâu đi dữ vậy? Đâu có, tại mình phát nguyện mà, mình muốn người ta mà về cõi cực lạc mà. Cho nên không có gì mà sợ hết. Trừ khi nào chúng ta không thích điều đó mà ai làm thì chúng ta mới khởi tâm. Còn đằng này đó là cái sự phát nguyện của mình. Mình phát nguyện hiến xác, hiến nội tạng gì đó tùy mình. Và mà hơn nữa đó, bây giờ để phòng hờ hen, lỡ như lúc đó mà mình biết vậy nhưng mà lỡ mình sân sao? Đề Pháp Hòa chia sẻ một chút nữa. Nếu như mình là người thường, mình đã ký giấy hiến xác hiến tạng, thì thường ngày mình phải thường tập quán vô thường, vô ngã, quán bất tịnh. Phải tập quán cái đó để cho nó quen trong cái tâm thức của mình. Để làm chi? Để đây là phòng hờ. Nếu lỡ, tuy mình biết như vậy mà lỡ thành làm đau quá rồi mình nổi sân, đó là phòng hờ thôi. Thì chúng ta tu tập thường ngày, chúng ta phải thường quán. Cho nên để cho mình bớt sợ chết, thì Phật cũng có dạy cho mình cách tu đó. Niệm chết. Niệm chết là gì? Thường nghĩ đời người ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời, đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại, nhìn xem thể phách hoại, xác như gỗ mục hư, chỉ có tánh thanh tịnh chân như, niết bàn vô sinh diệt. Đó là cái mà chúng ta có thể tư duy quán chiếu. Cho nên chúng ta muốn trừ cái nào á thì chúng ta thường quán cái đó. Ví dụ như cái người ta nhiều sự ham muốn ở thể xác thì người ta quán bất tịnh. Người ham muốn tiền của thì người ta phải quán đến cái gì? Quán cái bố thí, phải tập bố thí. Người mà thường hay nổi nóng, nổi giận phải quán vô thường, đang giận vậy đứt mạch máu chết. Phải quán vô thường là đời này mình sống đây mình chưa biết ngày mai sẽ ra sao. Đời ngắn lắm, thương nhau còn chưa đủ. Giận buồn làm chi, những hờn giận vu vơ,
phải thường quán những cái câu đó, những cái đó, để chúng ta thấy được và chúng ta tập cho mình một cái thói quen. Cái đó là niệm chết. Còn ví dụ như người nào mà thường ăn thua đủ thì quán gì? Quán thôi đi, quán hư tức, thôi bỏ đi, thôi bỏ đi. Và thậm chí bây giờ mình quán là tất cả những cái gì ngon trên đời này, để ngay trên bàn đây là ngon, là thơm, mà qua khỏi cổ họng là nó biến chất. Qua khỏi cổ họng mà biến chất. Thật ra cái mà chúng ta gọi nó là thơm, là ngon, mà chúng ta giành giật đó, khi mà nó đưa vô khỏi cổ họng mình rồi, là cái chất nó ra không phải là cái mùi thơm, cái đẹp, cái thơm mà chúng ta đã thấy, đã muốn nữa. Cho nên là không có, đừng có lo cái chuyện đó. Chúng ta đã phát nguyện rồi, bên cạnh đó hàng ngày chúng ta tu tập, tụng kinh, ngồi thiền, thậm chí mỗi ngày phát nguyện. Con đã nguyện hiến nội tạng, hiến xác cho y học, và xin Tam Bảo hộ pháp chứng minh cho lời nguyện của con, và gia hộ cho con khi con lâm chung thân tâm chánh niệm, không lưu luyến thân tứ đại này, xả bỏ báo thân như vào thiền định, thân không đau nhức, ý không hôn mê, chánh niệm rõ ràng, tĩnh lặng sáu căn, buông bỏ báo thân như vào thiền định. Đó là những cái điều mà chúng ta có thể, chúng ta làm nhiều cách để trợ cho cái nguyện của mình được thành tựu. Cũng giống như bây giờ mình đang sợ dịch vậy đó, phải đeo khẩu trang, phải ngồi xa, phải rửa tay thường, phải uống nước gừng, vân vân. Để làm gì? Để chúng ta bảo hộ. Thì người tu chúng ta cũng thế. Chúng ta dễ đắm chìm, dễ bị cuốn, hay là dễ khởi tâm nếu chúng ta ở trong cái mê lầm. Cho nên hàng ngày chúng ta phải hướng Phật, phải hướng Phật. Mà tượng Phật hay là hình ảnh Phật là biểu tượng giúp cho cái tâm mình hướng về. Mà người nào mà sống mà cứ nghĩ là ôi mấy cái này là hình tướng mà làm cái gì. Thật sự ra mình nói như vậy là trừ khi nào mình là bậc thượng căn thượng trí, còn mình chưa phải thì không nên. Chúng ta còn mượn những cái hình thức đó, những cái phương tiện đó để chúng ta có cơ hội trở về. Ví dụ như nếu mình nói rằng á, ăn cũng đói thì ăn làm gì? Mình cứ cái người đời người ta vẫn ăn đúng không? Người tu vẫn ăn, nhưng mà cái người đời người ta ăn người ta tham đắm mà. Còn người tu ăn là biết thôi. Thậm chí ăn biết là bữa nay món ăn này là thức ăn nuôi thân. Ngày hôm qua ăn rất ngon, hôm nay đồ ăn không ngon bằng. Nhưng mà không có cố chấp, không dính mắc, không phiền não, không đòi hỏi ở những cái bữa ăn đó. Tại nó hai cái nó ăn là khác. Người đời mặc, người tu phải mặc chứ không lẽ không mặc gì hết. Nhưng mà cái mặt của người tu và cái mặt của một cái người đời nó khác lắm. Cho nên ở cái chỗ chúng sanh với phàm phu, nó là cái chỗ nào? Chỗ mê với tỉnh thôi à. Chứ không có gì lạ hết trơn á. Không có gì đặc biệt á, người tu không có gì đặc biệt hết. Người tu vẫn như người bình thường. Chỉ có điều là mình tu là mình hiểu. Cho nên cái gì nó đến, chúng ta tiếp nhận nó một cách nhẹ nhàng. Chúng ta không dính mắc. Cho nên á, người tu vẫn còn nhân quả không? Vẫn còn. Nhưng mà giữa người đời và người tu chịu cái nhân quả, hai tâm niệm khác nhau. Người đời chịu nhân quả thì buồn, than, trách, khổ. Còn người tu chịu nhân quả là gì? Biết hết, biết rất rõ về nhân quả. Cho nên không khổ, không buồn. Có những vị hòa thượng bệnh nằm cả chục năm, nhưng mà ai tới thăm các ngài vẫn hoan hỷ bình thường. Vì các ngài biết đây là cái nghiệp thân mà các ngài đang gặp, chứ không có buồn khổ có gì hết. Cho nên đại chúng phải để ý cái chỗ. Chúng ta tu để làm gì? Học Phật để làm gì? Để cho cái tâm chúng ta tỉnh giác ở cái chỗ đó. Chúng ta biết rõ các pháp, mà không có cái pháp đó nó không làm mình, một là mình giỏi là không làm mình khổ, còn không thì không quá khổ. Hay là lỡ khổ rồi cái biết quán chiếu tư duy, đưa cái đó nhẹ nhàng xuống, chứ không có ôm chặt nó rồi đi với nó, khổ với nó ngày này tháng kia. Hai cái nó khác lắm. Chứ người tu không có khác gì đâu. Người tu vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn tắm, vẫn vệ sinh bình thường. Đừng nghĩ người tu có gì đặc biệt hết. Nhưng mà giữa cái tu và cái không tu, và thế nào là tu, được hiểu để tu, hiểu mới tu được, không hiểu không thể tu.
Cho nên tu là phải có cái tư duy, có cái quán chiếu, thì cái trí mình nó mở. Mà khi trí mở thì mê lầm không còn. Mà mê lầm không còn là chúng ta không có nói điều tà kiến. Chúng ta không nói những tà kiến. Chúng ta không dẫn dắt người ta đi sai lệch bởi những cái tư kiến lệch lạc của mình. À, trong kinh Dược Sư nói về 12 dược xoa. Vậy dược xoa nghĩa là gì? À, thưa đại chúng, đây là theo cái tín ngưỡng của Ấn Độ, mà trong đó có Phật giáo. Vì Ấn Độ người ta tin rằng có những vị thần gọi là dạ xoa. Bởi vì cái tiếng Phạn là Yasak, Yasak. Thành thử ra tùy theo cái cách phát âm của mình. Có khi chúng ta phát âm là dạ xoa, có khi chúng ta phát âm là dược xoa. Pháp Hòa thì thường được gọi là dạ xoa hơn, bởi vì nó gần với cái chữ da sát hơn. Da sát là dạ xoa. Thì dạ xoa này á, có hai loại, loại hiền và loại dữ. Và các theo như tín ngưỡng của Phật giáo đó, thì dạ xoa là những vị thần hiền, những thiện thần bảo hộ cho chúng sanh. Thì tại sao ở trong kinh Dược Sư cuối bài kinh lại có 12 vị dược xoa hay là dạ xoa xuất hiện? Vậy thì 12 vị đó là gì mà không phải là 10, không phải là 15? Bởi vì 12 vị dạ xoa trong kinh Dược Sư là tương ứng với 12 nguyện của Đức Phật Dược Sư. Thế thì chúng ta phải nhớ rằng mỗi một việc gì chúng ta khởi đều có thiện thần bảo hộ. Hay nếu chúng ta khởi một niệm ác thì nhất định có ác thần người ta support cái chuyện đó. Nếu chúng ta muốn thiện thần theo mình thì tâm mình phải thường khởi thiện. Còn nếu chúng ta muốn khởi ác luôn luôn thì nhớ cái ác đó nó cũng sẽ đi với mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ. Hồi nhỏ ai mà cầm cây dao mà quơ quơ, ông bà quở dữ lắm. Nói không có được chơi với dao. Cái gì đó, cô hồn dục. Thì có nhiều người người ta hay giỡn, người ta lấy dây, người ta giả bộ, người ta thắt cổ, người ta chết, thí dụ vậy. Ông bà la dữ lắm. Vì nói, vì khi mình khởi lên cái ý đó, mình muốn chơi một cái, mình muốn giỡn chơi như vậy. Thì có những cái người, những người trong cõi âm người ta cũng tương đồng với cái đó, nó xui khiến. Một ngày nào đó rồi mình cũng sẽ dính vào cái con đường đó. Cho nên hồi xưa ông bà mình không cho. Vì vậy cho nên ở đây chỉ có cái ý thôi. Bởi vì Đức Phật Dược Sư phát 12 nguyện, thì 12 nguyện đó sẽ có 12 vị thiện thần trợ lực. Cho nên mới nói là 12 vị dược sư đó làm gì? Đứng ra, phải không? Nhớ không cái bài đó, bảo chúng con xin hứa là sẽ hộ trì cho Phật. Cho nên cái bài sau này các tổ viết cái bài 12 đại tướng dược xoa hộ trì Đức Phật tuyên dương pháp màu, hay là hộ trì Đức Phật tuyên dương pháp lành, bao đời oán kết chúng sanh, dược sư pháp hội niệm lành nở hoa, ai người tín tưởng thiết tha. Ai người tin tưởng thiết tha, một lòng trì niệm, cả nhà đặng an. Đó là những bài ca, những bài tán thán cái công đức của các vị dược sư. Bây giờ Pháp Hòa đưa ví dụ nữa. Ví dụ ở trong chùa đây á, Pháp Hòa là dở nhất. Pháp Hòa không biết về, không biết về vấn đề technology, gọi là gì, điện tử ha. Nhưng mà khi Pháp Hòa muốn làm gì về cái mặt đó thì mấy thầy giúp cái việc đó. Như hôm nay đó, quý vị đề mình đề xướng tụng kinh gì thì phải bỏ lên trên mạng. Thì Pháp Hòa chỉ có là Pháp Hòa chỉ biết là soạn những cái bài kinh sẵn, rồi phải nhờ một cô, là cô này của chuyên về nhà in. À, cô Phật tử đây là mấy cả bao nhiêu chục năm nay cô ở đây, cô giúp mình làm những bản kinh. Thì cô là người luôn luôn giúp Pháp Hòa gì đó
edit lại cái quyển kinh, làm cho cái quyển kinh, design cái quyển kinh cho nó đẹp để chúng ta in hoặc là chúng ta đưa lên mạng. Cho nên bất cứ việc gì Pháp Hòa muốn làm mà điều đó phải thiện lành thì tự nhiên có các vị tương đồng với cái tâm đó. Ví dụ bây giờ mình muốn bố thí đi, mình khởi xướng là mình nói bố thí, cái tự nhiên cái có vị Phật tử kia ta cũng tương đồng vậy, ta muốn làm nhưng mà không ai làm. Chứ hôm rồi Pháp Hòa nói mình muốn làm 12 vị Quan Âm trên Tây Thiên, biểu tượng cho 12 nguyện của Ngài. Cái có một cô có mừng quá, cô nói trời ơi, đó con đi vượt biên, con khấn, con cúng một tượng Quan Âm để thờ ở chùa mà mấy chục năm nay không có cơ hội làm. Giờ nghe thầy phát nguyện vậy con mừng quá, vì con đúng cái tâm nguyện của con. Quý vị thấy không? Thầy bây giờ quý vị có tin là đâu phải chỉ ở hạn hẹp ở 12 vượt so đâu. Vượt so là một biểu tượng, thấy không? Mà chúng ta phải nhớ rằng điều gì chúng ta thiện lành chúng ta muốn làm thì sẽ có những vị thiện thần hộ trì cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta. Còn nếu như chúng ta khởi tâm ác thì nhất định sẽ có những người xấu đó họ trợ cho mình. À, bữa nào mình rụ rì mà tôi muốn chôm cái gì đó, thế nào cũng có người. tại vì sao? Trong kinh Pháp Hoa nói ma cũng có dân ma chứ bộ, phải không? Thì ở xã hội này cũng vậy, người thiện của người thiện mà người xấu biết việc đó xấu mà nó ngộ cái xấu đi, sao mà nó đông dữ vậy? Nó cũng có những người xấu chứ, nó tương đồng mà. Đó là mình nói về cái 12 nguyện của Phật Dược Sư. Tại sao mà trong này câu hỏi là tại sao có 12 vị Dược So? Dược So là gì? À, những vị này là những vị gọi là những vị chúng ta trong kinh đó, thường dịch cái chữ Già So là nhiên thần. Nhiên thần là những thần này thường có lòng nhân từ, trông coi cái kho báu châu báu ẩn tàng ở trong thiên nhiên như là cây cỏ vân vân. Và cái chữ nhiên này á, nếu mà nói sâu á, là nó còn có một cái ví dụ. Ví dụ như ở trong tâm mình khởi một cái niệm lành, thì cái niệm lành đó là một cái nhiên á, thì không có hình tướng gì hết, nhưng mà trong cái lực đó, có cái người ta giao cảm. Có nhiều khi mình khởi ý thôi, mình đâu có nói ra đâu, tại sao nó được? Tại sao? Tại vì có những người ta có cái tâm linh đó với mình. Câu hỏi kế: Bồ Tát Địa Tạng sinh ra ở đâu? Và tại sao gọi Ngài là Địa Tạng? Xin thưa thiệt là Pháp Hòa không biết. Tại vì Địa Tạng Bồ Tát là không có mặt ở cái thế giới Ta Bà này. Ngài là một vị Bồ Tát được Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Đức Phật Thích Ca giới thiệu có một Bồ Tát hiệu là Địa Tạng Vương, và phát nguyện của Bồ Tát này là cứu khổ những chúng sanh ở cõi tối tăm. Tên của Ngài thôi là mình đã thấy cả một cái năng lực chuyên chở ôm ấp chuyển hóa Địa Tạng. Như trong kinh định, địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Địa là đất, mà đất là dày, là chắc, thấy không? Còn tạng là chứa. Như vậy thì trong đất này, nếu mà nói theo cái nghĩa thường là cái lòng đất này chứa rất nhiều thứ, đúng không? Châu báu cũng có, rác rưới cũng có, cái gì nó cũng nằm trong lòng đất này. Tài nguyên thiên nhiên nằm trong lòng đất. Còn nếu mà nói về ở cái nghĩa sâu sắc, đất này là tượng trưng cho tâm. Cái tâm này chúng ta chứa đủ hết các loại. Mà tâm này thấy nó vậy chứ nó dày, nó chắc lắm. Ví dụ coi, thử mà mình giận một người nào, mình bực bội, mình ghét bỏ một người nào rồi cả đời không xả, nếu mình chưa tu. Thậm chí mình đi chùa rồi, học Phật rồi, nhưng mà hận cái người đó, giận cái người đó cả đời này không buông. Thậm chí mình nói một câu, thí dụ ta lại ta khuyên nó, thôi anh ơi, chị ơi, bỏ đi, đừng có giận. Không, tôi không có giận, nhưng mà tôi không có bỏ qua. Mình tuyên bố một câu xanh rờn vậy đó. Tại sao mình không bỏ qua? Là vì mình chứa chặt quá. Mà theo như định nghĩa đó là gì? Đó là địa ngục. Vì sao? Vì khi tâm mình dày đặc một khối khổ đau đen tối thì đó là địa ngục.
Khi tâm mình có ánh sáng, có sự tha thứ, đó là thiên đường. Cho nên địa ngục và thiên đường nó chỉ là một thôi. Và tùy theo cái tâm mà chúng ta cảm nhận đó. Cho nên địa tạng là gì? Nếu nói theo nghĩa thường, địa tạng là biểu tượng của một vị Bồ Tát. Mà vị Bồ Tát này là tượng trưng cho một vị Bồ Tát đất. Cho nên người Nhật Bản, người ta thờ địa tạng giống như mình thờ ông địa vậy đó. Mình thờ ông địa là ông đất. Thì người Nhật Bản người ta thờ ngài địa tạng. Và bất cứ sống ở đâu cũng phải sống ở đâu? Sống ở đất. Vậy thì ta thờ ngài địa tạng là một vị Bồ Tát cứu khổ, một vị Bồ Tát bảo hộ cho cuộc đất mà người ta được sống. Cho nên đi tới đâu người ta cũng thờ ngài địa tạng, vì bất cứ nơi nào cắm cái dùi xuống là dính đất rồi, bước chân đi là đi trên đất rồi. Thì nếu mà không có Bồ Tát địa tạng bảo hộ chở che thì làm sao chúng ta có thể sống bình an? Cho nên người ta kính ngưỡng Bồ Tát địa tạng như người Việt Nam mình thờ ông địa, hay là như mình thờ Đức Quan Âm cứu khổ vậy đó. Và đó là cái tín ngưỡng của người Nhật Bản. Và đồng thời nói một cách gần hơn, bất cứ việc gì chúng ta làm, dù lớn dù nhỏ, dù thiện dù ác, có phải không có việc nào mà không lưu xuất từ tâm không? Đúng không? Không có việc gì mà không lưu xuất từ tâm. Cũng giống như chúng ta không có bất cứ một bước chân nào mà không chạm đất, mà không ở trên mặt đất. Ví dụ mặc dù chúng ta nói chúng ta đang ở ngồi trong chùa, nhưng mà chùa này cấn đâu? Từ mặt đất. Thì chúng ta cũng đang ở trên mặt đất đấy. Vậy thì bất cứ ở đâu chúng ta ở cũng đều phải chạm đất. Thì không có việc gì chúng ta làm mà không lưu xuất từ tâm. Nhưng mà nếu chúng ta không biết kiên trì cái tâm đó, không biết sáng soi cái tâm đó, thì cái tâm này sao? Mê mờ và không có vững. Sáng soi là bằng cách nào? Viên minh châu của ngài địa tạng cầm. Kiên trì bằng cách nào? Cây tích trượng ngài địa tạng cầm. Và giải thoát bằng cách nào? Là cái pháp y mà ngài địa tạng đắp, là cái y của một tỳ kheo, là cái đầu cạo tượng trưng cho một người tu, mà người tu là tượng trưng cho giải thoát. Y cà sa cạo đầu là tượng trưng cho một người xuất gia, một người giải thoát. Và người tu đó muốn duy trì cái mảnh đất này, nói một cách khác muốn duy trì cái nguồn tâm này, thì người đó phải có tâm giải thoát, phải có ý chí kiên trì, phải có trí tuệ sáng mới đưa cái tâm này ra khỏi địa ngục được. Hay cực kỳ. Cho hồi nhỏ là Pháp Hòa có duyên với ngài địa tạng nha. 7 tuổi là Pháp Hòa rất là thích bộ kinh địa tạng. 7 tuổi là đã lén tụng kinh địa tạng ở trong cái mùng, rồi là công khai tụng địa tạng. Và rất là thích. Mà hầu như lấy kinh địa tạng làm cái bản kinh nhật tụng của mình mỗi ngày, chiều nào cũng tụng địa tạng hết. Và quý vị nhớ là tất cả các Bồ Tát nào cũng có tóc nha, đeo vàng vòng nha, đeo cái gì dây chuyền bông tai, duy có Bồ Tát địa tạng không có nha. Bồ Tát duy chỉ có Bồ Tát địa tạng là đầu tròn áo vuông, tướng của một thầy tỳ kheo. Đó là một tượng trưng cho cái người giải thoát. Người muốn ra khỏi địa ngục chỉ khi nào tâm mình muốn, gọi là giải thoát. Và ý chí phải kiên trì, phải có sự sáng suốt mới đưa, và mới đem bao nhiêu cái hạt giống tốt trồng trong đất tâm này. Bây giờ mình kiểm lại coi, có việc gì chúng ta làm mà không lưu xuất từ tâm? Ví dụ tối hôm nay đại chúng ngồi ở đây mà nghe Pháp Hòa nói chuyện, thì nếu quý vị không có tâm, quý vị đâu có ngồi. Quý vị đâu có ngồi chứ. Mà Pháp Hòa không có lòng, không có tâm, Pháp Hòa cũng chẳng tổ chức này. Rồi các thầy, các cô trong chùa không có tâm cũng không có hỗ trợ cho Hòa trong công việc này được. Cho nên nhất chúng ta làm đều từ tâm hết. Nhưng nhớ tâm này phải là tâm của một vị Bồ Tát Địa Tạng. Cũng giống như mình không bao giờ mình trồng, mình cất nhà, mình làm cái gì mà không nương vào đất, mặt đất mà chúng ta làm. Làm cái gì phải nương cái tâm mà làm. Có thể việc đó chúng ta làm, người khác hiểu lầm, người ta buồn mình.
Nhưng tự mình biết tâm mình đã suy nghĩ gì, cái lòng mình đã đến với người đó như thế nào. Cho nên nhiều khi mình làm mà người ta hiểu lầm mình, thôi không sao đâu, đừng từ cái tâm ác là mình vui rồi. Cho nên quan trọng là khi chúng ta làm, chúng ta nhìn lại tâm. Chúng ta nhìn lại tâm. Hồi hồi sáng này mình tụng phẩm kinh thứ 8, đại chúng có nhớ không? Lúc đó cái vị quỷ vương đó, chủ mạng quỷ vương đó, nương quay thần của Đức Phật và ngó ngoái lại ngài Địa Tạng. Nhớ không? Nhớ câu đó không? Ngó ngoái là gì? Nhìn lại cái tâm mình. Nhìn lại cái tâm mình. Trong việc gì chúng ta làm mà chúng ta làm từ cái tâm đó, là chúng ta nương vào Địa Tạng Bồ Tát đó. Hỏi tiếp về kinh Địa Tạng. Phẩm thứ 8 kinh Địa Tạng có nói về quỷ vương. Quỷ vương là gì và tại sao có nhiều quỷ vương vậy? Trước hết là quỷ vương là gì? Là vua quỷ. Vương là vua. Không, mà ông quỷ vương mà nhiều quỷ vương lắm. Mà thường thường mình nghe chữ quỷ vương là mình thấy xấu hay là đẹp? Xấu, phải không? Nghe chữ quỷ vương là mình thấy xấu rồi. Ví dụ như gì? Trong này có mấy ông quỷ vương đọc ra nè. Đa ác quỷ vương. Hồi sáng mình đọc một cái list tên của các vị quỷ vương đó. Khi tâm mình còn chứa nhiều điều ác gọi là đa ác quỷ vương. Khi tâm mình còn muốn cấu xé người ta gọi là lan nha quỷ vương. Lòng lan, lan là con chó sói đó. Khi mình còn muốn cấu xé người ta, mình muốn nhai nuốt người ta. Xin lỗi nói theo đời, giận quá tao muốn ăn tươi nuốt sống. Tâm mình còn như vậy đối với khi đó là tên của lan nha quỷ vương. Mình còn muốn tranh chấp hơn thua gọi là gì? Đại tránh quỷ vương. Vậy thì tất cả những tên của các vị quỷ vương đó là biểu tượng cho một cái tâm vô minh, cái tâm gọi là dở, cái tâm xấu của mỗi chúng sanh mình. Nhưng mà nếu mà là quỷ vương thì phải ở đâu? Hả? Nếu mà thông thường quỷ vương ở đâu? Thì phải ở địa ngục, ở chỗ khổ chứ tại sao giờ quỷ vương ở thiên đường? Sao kỳ vậy? Quỷ vương là ở trời đau lợi. Vậy thì cái ý gì mà nói là quỷ vương được lên đó? Mà đọc lại kinh Địa Tạng nè, quỷ vương phải làm gì mới được lên đó? Nương oai thần của Phật, nhớ không? Và oai lực của Bồ Tát Địa Tạng. Nương oai thần của Phật là gì? Là trở về với sự giác ngộ. Nương về Địa Tạng là trở về với tâm. Người mà giác ngộ rồi thì phải quay về tâm. Mà người mà đã giác ngộ quay về tâm là hướng thượng thì người ta bỏ cái chỗ thấp kém, người ta đi đâu? Người ta lên cõi trời. Và thậm chí người ta là những bậc Bồ Tát nhưng mà ta phải thị hiện cái tướng đó để làm gì? Để mới có đủ khả năng độ những cái người mà gọi là trời thần đất lở. Không tin thấy không? Dở kinh Địa Tạng phần cuối và quyển thứ 8, phẩm thứ 8. Ngài Đức Phật nói: các vị quỷ vương này vì muốn giúp đỡ chúng sanh mới hiện thân đại quỷ, chứ thiệt thời không phải quỷ. Rõ ràng không? Rồi sau này các vị sẽ thành Phật ở đâu? Ở tịnh cư. Tịnh cư là ở đâu? Ở chỗ sạch, ở chỗ lành. Như vậy rõ ràng quỷ đây là biểu tượng cho tâm tánh vô minh. Như những cái tên đó, như là Đại Tránh, Lan Nha, Bạch Hổ, Quyết Hổ, vân vân. Toàn tên nghe khủng khiếp không à. Nhưng mà những cái tên đó đáng lý ở dưới kia chứ tại sao được lên đây. Thành thử chỉ khi nào quỷ mà muốn. Nhưng mà thật sự quỷ mà không phải quỷ vì sao? Vì tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, chỉ cần quay về với, trở về với sự giác ngộ. Ví dụ như giờ cái người đó, người ta nói trời ơi con ghiền cờ bạc quá, con bỏ không được. Không phải. Trước khi anh ghiền cờ bạc, anh có phải là người cờ bạc không? Không. Nhưng mà tại vì anh chơi hoài cho nên anh mới thành ra tập nghiệp. Rồi anh đi vào trong cái chỗ đó thì bao nhiêu cô hồn gác đảng, quỷ cờ, quỷ bạc gì đó, nó kéo lôi mình cho nên mình thành dân của nó. Bây giờ anh muốn phải không? Anh muốn giải thoát là muốn ra khỏi phải không? Có ý chí không? Có ý chí kiên cường muốn bỏ không? Hay là một cứ thấy thua là muốn đi gỡ hoài?
được 5-3 đồng cũng chạy vô đó gỡ, mà càng gỡ càng càng sâu, ý chí không vững. Có tuệ giác không? Hôm nay tôi thua bao nhiêu tiền rồi, so ra với cái số tiền mà tôi thua này đó, tôi đã làm được rất nhiều việc, nhưng mà tôi đã vô minh, đã dại dột, tôi đã mất số tiền này rồi. Mà nếu tôi tiếp tục tôi chơi là tôi mất nữa, chứ tôi không bao giờ tôi lấy được. Thật sự cái sự mà mình muốn ra khỏi cái đó được, chứ không phải là không. Tại vì trước khi mình vào đó, mình chưa hề vào. Nhưng mà tại vì mình đi theo tiếng gọi của mỗi một con tim, cho nên mình mới lăn lộn trong đó. Ở đó có một cái bài sám hối: nổi chìm lăn lộn trong ba cõi, nghiệp ác chiêu hoài không biết dừng. Chiêu là gì? Nó chiêu dụ mình đó. Hôm nay tỉnh giác con sám hối, hổ thẹn ăn năn mọi lỗi lầm. Mấy cái bài đó hồi nhỏ mà mê lắm. Thời công phu chiều nào á, tự một mình lên e a hết bài sám này tới bài sám kia vậy đó. Chứ không phải như bây giờ, ví dụ mình làm biến quá tụng gì lạ lạ. Vậy đời nào thua kính. Mỗi một buổi công phu chiều lấy một bài sám ra tụng. Hết một lòng mỏi mệt không nài, sám mười phương chư Phật ba đời, sám khuyến tu, sám hối. Mỗi một cái ngày mình tụng, tới phiên mình công phu mình lấy bài sám rồi mình tụng. Tụng năm ngày, năm chày ngày tháng thì thế nào nó cũng phải thuộc chứ. Đất tâm mà mình gieo riết thì thế nào nó cũng phải có hạt giống chứ. Mình tưới riết thì bồ đề nó cũng phải lên chứ. Còn mình cứ tưới, thôi tụng gì lẹ lẹ đi, là mình tưới làm biến. Thì cây làm biến nó cứ lên hoài thôi. Lên buổi sáng, lên buổi chiều, lên buổi trưa. À, nãy cái này có câu hỏi, sao con làm biến quá thầy. Ở trên đời này không có ông nào mà thành công mà do làm biến hết trơn á. Thầy nó khỏi cần phải hỏi gì hết trơn, tự đó mình quán chiếu à. Mình nhìn từ xưa đến nay coi, từ quan vua cho đến thần dân Lê Thứ, cho đến các bậc thánh hiền, cho đến những người kỳ tài trong xã hội, có ông nào mà do làm biến ăn rồi ngủ u rồi ngẳng mà thành công không? Đâu có. Vậy bây giờ quý hiểu hiểu được chữ quỷ vương chưa? Hiểu được cái chữ quỷ vương đó ha. Có nhiều khi mình nhìn người ta đó, mình sống với mình nhiều cặp mắt lắm. Say qua, chị khỏe không? Quay qua, thì ghê, cặp mắt của mình. Vậy thì trong kinh Địa Tạng nói quỷ vương nói gì? Tam một quỷ vương, tứ một quỷ vương, ngũ một quỷ vương. Mình nhìn người ta nhiều cặp mắt lắm. Lúc mà người ta mà người ta có tiền mình nhìn khác, người ta nghèo khổ mình nhìn khác, người ta ít học mình nhìn khác, và thậm chí vừa gặp người ta, chị khỏe không? Trời lúc này chị đẹp quá. Chị mới mà vừa nói chuyện ta say xong nghe ghê đó. Kinh Địa Tạng nói rõ vậy đó. Tam một quỷ vương, tứ một quỷ vương. Cho nên khi mình hiểu kinh rồi, càng tụng càng lý thú, càng tụng càng lý thú. Mà mình càng tụng, mình càng phát hiện ra những cái hay ở trong kinh nữa. Vậy thì cái đó nó giúp cho mình tu chứ gì đâu. Vậy thì tại sao không chịu tụng? Có ai mà bây giờ ví dụ như bây giờ nó là tụng kinh không hiểu tụng chi. Rồi bây giờ trên đời này có một người nào mà thành tài trừ người đó ở trển xuống thôi nha. Mà trên đời này mấy người? Thanh văn bích chi Phật là gì? Tại vì nghe trong kinh Địa Tạng cũng nói tới thanh văn bích chi. Thưa đại chúng, thanh văn bích chi là để nói cho đến những cái quả mà người ta tu chứng. Ví dụ như thanh văn là gì? Thanh văn là nhờ nghe pháp mà hiểu đạo. Nghe cái gì? Nghe pháp tứ đế, quán chiếu pháp tứ đế, cho nên người đó thấm thấu được pháp tứ đế, khổ tập diệt đạo, cái vị đó chứng quả thanh văn. Còn người nào á tự thấy cõi đời này có nhiều người ta không nghe pháp, nhưng mà người ta nhìn cảnh khổ người ta hiểu. Thậm chí người ta thấy cái người kia cười nói gì chứ trong lòng đau khổ lắm. Có nhiều người ta có cặp mắt hay vậy đó. Thấy chị kia đi, cái tướng đi vậy chứ buồn lắm, khổ lắm. Anh nọ cười vậy chứ đau thương lắm. Hoặc là người ta tự thấy, ví dụ như giờ ha, mình thấy hai cặp vợ chồng này vậy chứ trời ơi, gì hoa
cây nhiều hoa mà trái lắm khi chua. Nghĩa là cuộc đời này nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy. Tự mình nhận ra cái đó gọi là gì, là tự giác, tự người đó giác ngộ. Nhà Phật gọi là độc giác. Mà độc giác á, self awakening. Mà độc giác đó bên tiếng Phạn gọi là bích chi. Tiếng Phạn là bích chi. Người Trung Hoa tiếng chúng ta dịch chữ bích chi đó là gì? Là độc giác. Còn nếu là bích chi Phật là vị Phật này, vị này thành Phật do tự mình quán được các cái nhân duyên của cuộc đời này mà giác ngộ. Cho nên cái người bích chi Phật hay độc giác còn có một tên gọi là duyên giác. Duyên giác là thấy các cái duyên mà giác ngộ thôi. À, con có một thắc mắc kính xin thầy dạy rõ. Trong tứ diệu đế khổ tập diệt đạo, nhưng tại sao Bát Nhã Tâm Kinh lại có câu vô khổ tập diệt đạo? Câu hỏi rất là hay đó. À, tại sao trong tứ đế nói là có khổ, có tập, có diệt, có đạo, mà trong Bát Nhã Tâm Kinh lại là sao? Không có khổ, không có tập, không có diệt, không có đạo. Vậy thì cái không này là sao? Thật ra là một thôi. Nhưng mà như thế này, ở cái mặt tương đối, ở cái mặt thế gian thì có khổ, có nguyên nhân của khổ, gọi là tập. Tập là nguyên nhân của khổ. Có sự vắng mặt của khổ và có con đường để hết khổ. Đó là cái mặt thế gian, mặt tương đối chúng ta nói. Ví dụ như ở trong thế gian này nè, với cõi thế gian này thì rõ ràng thế gian này có khổ bằng cách nào, có sống là khổ nào. Mấy ngày nay thấy sống khổ không? Hồi đi làm rên mệt khổ, bây giờ không được đi làm ở nhà tồi túng quá khổ. Không, lúc trước kêu nghe pháp mệt quá nghe không nổi, bây giờ thầy ơi mở livestream giờ trong nhà cho có gì, cho có activity. Thầy nói là mình biết rằng sống là khổ. Rồi hồi trước đi đường, đi đứng bên ngoài tự do, bây giờ đi ra bên ngoài phải đứng xa, rồi đi gần bị phạt, vân vân. Ví dụ vậy, gặp ai bây giờ cũng sợ lắm, sợ người ta lây bệnh cho mình, thí dụ vậy đó. Thì sống là khổ. Rồi nguyên nhân của khổ, ví dụ bây giờ người ta đang nghi ngờ, đây không phải là một cái sự ngẫu nhiên bình thường, mà có thể là do chiến, do người ta đang tạo những cái chiến tranh gì đó, sinh học. Hồi xưa là chiến tranh về vũ khí, ta nghi ngờ, thì nó phải có cái hận thù ở trong đó, nó mới tạo ra những cái khổ này. Thấy không? Sống là khổ, rồi nguyên nhân của khổ, rồi sự vắng mặt của khổ, và con đường hết khổ. Người ta phải tìm ra bao nhiêu con đường để giảm đi cái nỗi khổ bệnh tật trong hiện tại. Người ta đưa ra, nhắc nhở mọi người mỗi ngày những cái căn bản nhất để bảo hộ cho mình, để giúp cho mình thoát cái khổ đó. Vì sao? Vì chúng ta đang ở sống ở cõi đời tương đối này, thì cõi đời này thì phải nói cái đó. Nhưng với người xuất thế gian, với cái nhìn của tuệ giác, tất cả những cái khổ, cái tập, cái diệt, cái đạo gì, nó đều là tạm. Ví dụ như nếu không có cái nhân này thì làm gì có cái quả. Cho nên ngay cái nhân không có tạo thì không cần phải lo quả. Cho nên đối với cái người mà giác ngộ á, là người ta thấy các khổ tập diệt đạo cũng là không thôi. Tại sao? Chẳng qua là khi chúng ta khổ là vì chúng ta có tham có sân. Chứ một khi không tham, không sân thì khổ không có. Vậy thì cái chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh không có nghĩa là không có gì hết, mà chỉ có nghĩa là không thật có. Vì cái khổ chúng ta cũng là không thật có, là khổ tạm thôi. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ở trong nhà, chúng ta rất là khổ, đi ra ngoài không được. Nhưng cái này nó phải hết thôi, chứ không thể nào nó mãi mãi như vậy được. Rồi nếu mà một ngày nào đó chúng ta trở lại cái trạng thái bình thường, cũng đừng nghĩ cái trạng thái bình thường này là sẽ không bao giờ có cái gì bất thường nữa. Nó sẽ mãi mãi như thế này. Không. Vì sao? Vì các pháp trên đời này, cái vui cũng là tạm, thì cái buồn cũng là tạm,
cái bệnh cũng là tạm. Vậy thì Bát Nhã Tâm Kinh muốn nói là nói đến cái tâm để nhìn thẩm thấu được tất cả là ngũ uẩn giai không. Vì chúng ta có cái này, giữa hai nước muốn tranh giành với nhau, có cái sự quyền lực với nhau, cho nên mới tạo ra cái này. Vậy thì cái có này chẳng qua là do một cái nguyên nhân khác. Còn đối mình nhìn thì rốt cuộc tất cả đều là có cái nhân duyên tương tác với nhau, chứ không phải tự nhiên. Vậy thì cái không trong Bát Nhã Tâm Kinh muốn nói đây là không thật có. Ví dụ như bây giờ mình nói là trên cái thân này có bệnh không? Có bệnh. Vì có thân là phải có bệnh. Nhưng với người không hiểu được cái ngũ uẩn giai không thì bệnh đau khổ đó. Còn với các vị mà đã thường quán chiếu rồi, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngũ uẩn, five skanda này, nó quân tập lại thôi. Rồi nó biến chuyển mỗi ngày, rồi đến một ngày nào đó nó tan rã. Cho nên ngay cái thân này đang sờ sờ vậy là ta thấy nó không rồi. Bát Nhã Tâm, những vị mà giảng về chỗ này thì ta gọi là đương thể tức không. Ngay nó đang có là đã thấy nó không rồi. Cho nên đó, quý vị để ý ha, sẵn Pháp Hòa cũng nói này luôn. Trong một cái thời khóa tụng kinh của Phật giáo Bắc truyền, đầu kinh thì tụng chú Đại Bi, nhưng mà cuối kinh là Bát Nhã Tâm Kinh. Nhớ không? Không có thời kinh nào mà thiếu hai bài kinh này hết. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là bắt buộc phải có nha. Không phải. Cái đó là do mình uyển chuyển thôi. Nhưng mà các tổ đã sắp. Tại sao đầu kinh chú Đại Bi mà kết kinh lại Bát Nhã Tâm Kinh? Vì anh muốn nói cái gì không cần biết, anh làm gì cũng cần biết, anh không thể nhập được lòng Đại Bi thì việc làm này vô ích. Ví dụ hôm nay chúng con xin cầu an cho ai đó, cầu an mà có thật cái tâm mình muốn, cái tâm từ bi của mình có trang rãi tới người bệnh không? Mình có thể nhập được cái tâm Đại Bi đó để cầu cho người ta an không? Khi mình thể nhập được rồi thì bắt đầu mình mới đi vào cái sự cứu độ được. Rồi, nhưng mà nhớ nha, anh có làm cái gì đi nữa, cuối cùng anh cũng phải quán, anh phải trở về được với tâm anh và quán được một điều rằng tại chúng sanh khổ cho nên mình mới phải làm việc cứu khổ thôi. Cho nên không có gì phải dính mắc hết. Ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Chúng ta muốn sống trong cõi đời này mà để vượt qua tất cả khổ thì chúng ta phải nhớ rằng tất cả chỉ là duyên sinh tạm có. Giúp đỡ người ta chẳng qua trong cái thời thế này người ta đã từng giàu, nhưng mà bây giờ do người ta làm ăn lỗ lã, thất bát cho nên người ta mới thiếu hụt. Mình có dư hơn giúp cho người ta thôi, chứ không phải là cái gì đặc biệt hết. Cho nên Dương Lễ mà giúp Lưu Bình á, Dương Lễ không hề thấy có gì để giúp cả. Cho nên Dương Bình mới được gọi là người ta ca ngợi. Vì tình thương mà làm. Châu Long vì tình thương mà đến với Lưu Bình, cho nên không hề có nhiễm ô. Sống gần mà không nhiễm ô. Vì sao? Vì không phải tới bằng cái tâm nhiễm ô, mà tới bằng tâm từ bi, muốn giúp cho Lưu Bình thành công. Cho nên khi xong việc rồi thì Châu Long phải đi về với Dương Lễ. Rồi Lưu Bình á, cầm chén cơm lên: Dương Lễ ơi, năm xưa ta với mi còn là huynh là đệ, hả? Khổ đau hận thù, nhưng khi hiểu ra rồi, bao nhiêu phiền não tiêu tan hết. Bây giờ sao? Cái gì cái câu cuối đó? Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Tại vì sao? Tại vì bây giờ tôi đã hiểu ra Dương, gọi là gì, Dương Lễ là ai rồi. Cho nên phiền não của Lưu Bình trong một giây phút tan hết. Cái đó có phải là, cái đó có phải gọi là gì, phiền não tức bồ đề không? Hồi nãy hận thù người ta thấu xương, ta sẽ hận cái chén cơm này không? Nhưng mà khi hiểu ra rồi thì hết khổ. Vậy thì cái khổ đó nó cũng từ cái chỗ đấy đó. Cho nên sự giác ngộ của chúng ta không ngoài cái khổ. Khổ nhiều chừng nào giác ngộ lớn chừng đấy. Người mà người ta khổ chừng nào, người ta tu dữ dội chừng đấy. Cho nên chuyện bình thường thôi. Nếu chúng ta không có khổ, chúng ta đâu có tu.
Mà nếu chúng ta có khổ chúng ta mới tu, thì chúng ta mới dễ buông bỏ và tu tới nơi tới chỗ. Và nhớ là khi tu rồi cũng không hết khổ đâu nghe. Vô này nó khổ kiểu khác. Vì bản chất của chúng sanh mình là khổ. Và dù không ai làm khổ mình, tự thân mình cũng phải chịu một cái khổ căn bản là gì? Già, bệnh, chết. Dù không ai làm khổ ở tâm thì cái thân khổ vẫn phải có. Cho nên khi mình thấy rõ, tôi thấy rõ rồi, bây giờ không ai làm tôi khổ tâm, nhưng cái khổ thân tôi vẫn phải chịu, đau nhức vân vân. Như mấy ngày nay đâu ai chọc gì mình giận mình buồn đâu, mà hai đêm rồi không ngủ được. Đó là gì? Đó là cái khổ của thân. Cho nên thật tướng của các pháp là vô tướng. Này quý vị thấy không? Thí dụ bây giờ cái này là tướng bình hoa phải không? Với cái người bát nhã tâm kinh vậy, thật tướng của bình hoa là vô tướng. Dứt nó ra cái là không thành bình hoa. Rồi giờ cầm này kêu hoa cúc, rã nó ra nữa. Nhưng mà đây là ví dụ ngắt nó ra để cho đại chúng thấy gì là không. Chứ với cái người mà ta hiểu được cái lý không của nó rồi, ngay khi nó còn vậy là tôi vẫn thấy nó không. Cái này gọi là gì? Đương thể tức không. Đương, lúc nó đương là cái thể này, đã thấy nó là không. Chứ các ngài không có buộc. Ví dụ người ta chửi mình câu, các ngài, các bậc mà người ta hiểu không có giận. Ôi, tại nó đang hiểu lầm, nó đang bực tôi, nó nói vậy thôi. Rồi bây giờ thí dụ như mình không hiểu, mình ôm, mình buồn thời gian sau mình xả cũng ok, cũng không sao. Nhưng mà hơi cực. Còn các vị mà ta hiểu nó rồi đó, là người ta nghe đó là người ta let go rồi. Cho nên từ bi hỷ xả, xả ngay cái chỗ let it go. Ngay chỗ đó ta let nó go rồi, chứ không phải đợi nó in rồi bắt đầu kiếm cách I let you go. Còn kiểu của mình là thấy thương thương, thích thích, rước vô, rước đã đời rồi không ưa, tìm cách tống. Tống không được phải mời tới luật pháp tống nữa. Khổ lắm. Chuyện là mỗi tối con tụng kinh ở nhà, có lúc 9 giờ, lúc 10 giờ, lúc 10 giờ rưỡi. Nhưng có một sư cô nói con tụng như vậy là không có công đức hay có phước. Sư cô nói con phải tụng nhất định đúng giờ. Nếu tụng 9 giờ là phải đúng 9 giờ mỗi ngày. Nếu ngày nào mà xong việc trước 9 giờ cũng phải chờ đúng 9 giờ mới được tụng. Như vậy mới có phước hay đức gì con quên rồi. Vì lúc đó có người khuất mặt đến nghe mình tụng. Nếu mình tụng không đúng giờ thì họ không nghe được. Như vậy là không có phước hay đức. Thưa thầy, con đi làm về cơm nước dọn dẹp vệ sinh cá nhân xong con mới tụng kinh được. Thì ngày nào công việc xong sớm thì con tụng sớm, xong muộn thì con tụng muộn. Chứ nếu hôm nay con xong sớm mà con nên con tụng 9 giờ, ngày hôm sau mà công việc dọn dẹp chưa xong, vậy con phải bỏ đi để tụng kinh. Nếu vậy con sẽ không tập trung để tụng kinh được, vì trong đầu con nghĩ chén chưa rửa. Con nghĩ người ngoài đời thời gian khác với người xuất gia sống trong chùa. Ở chùa nếu tụng kinh 9 giờ là đúng 9 giờ mỗi ngày, còn người ngoài đời hay hôm nay xong việc 7-8 giờ, ngày mai xong việc 10 giờ. Vậy ngày nào con xong việc 10 giờ, ngày đó con không được tụng kinh sao? Đại ý cái câu là một sư cô khuyến là phải nên tụng đúng giờ. Tại vì cái người âm họ tới nghe kinh họ rất là đúng giờ. Chắc người âm này người Mỹ á, chắc nó mới đúng giờ, chứ Việt Nam là dòng Việt Nam đi trễ dữ lắm. Đừng có lo cái chuyện đó. Sư cô này cũng thuộc là hay đó, biết âm tới giờ nào hết trơn à, phải không? Thành thử ra cái đó không có nên theo cái đó. Mình phải theo cái thời gian của mình. Quý vị nhớ, tụng kinh là cái giờ hành trì của mình. Dĩ nhiên tốt nhất là mình có thể giữ được thời khóa đúng giờ. Tuy nhiên chúng ta là những người còn sống ở ngoài, chúng ta phải uyển chuyển cái thời gian, miễn làm sao ngày đó chúng ta có cái thời giờ chúng ta tu tập. Vì tu tập là chuyển hóa, chứ không phải cái vấn đề mình trung thành với giờ giấc với người âm. Giờ nào cũng có người âm. Nếu mà người âm nào lỡ 9 giờ không nghe thì cũng có người khác tụng, âm đó đi tới người đó nghe. Rồi mình tụng 10 giờ thì giờ âm nào rảnh 10 giờ thì giờ âm đó nghe. Phóng vào ví dụ,
Ở đây mình tụng kinh mấy ngày nay mình tụng 10 giờ sáng, thì ở Cali 9 giờ. Trong khi đó Việt Nam là 11 giờ khuya. Rồi những nơi khác là 7 giờ rưỡi sáng, 9 giờ rưỡi sáng, vân vân. Thì bây giờ mình phải tùy mình ở đây thôi. Mình ở đây mình tụng, bây giờ mình tụng. Rồi các nơi các vị tùy thời gian quý vị tham dự được cái nào quý vị tham dự. Người ta miss cái này thì người ta nghe khác. Không có giây phút nào không có người tụng kinh. Ví dụ giờ phút này mình nói pháp thì cũng có người tụng kinh. Giờ dông nào không thích nghe pháp thì dông đó đi kiếm kinh nghe. Cho nên đừng lo chuyện đó. Nếu mà thật sự có dông nào nghe, nếu mà thật sự có vong nào nghe kinh thì đừng lo, mình tụng 10 giờ cũng có vong 10 giờ. Nhưng mà vong Mỹ mới honest giờ giấc nghe, còn vong Việt Nam là không có biết à. Cho nên đừng lo. Nếu như mà mình vì cái công việc của mình thì mình phải là như vậy thôi. Dĩ nhiên mình sắp đặt cái thời khóa là tốt, nhưng mà cái trường hợp của chúng ta là cái trường hợp du di trên cái mặt tu tập. Mình đâu phải là cái giờ đó mình trả bài với Phật để Phật lấy điểm với mình đâu. Cái giờ đó giờ mình tu tập, mình xong xuôi công việc rồi, mình lên, mình thời khóa của mình để làm gì? Đây là giây phút mình trở về với chính mình, mình tự tu, tỉnh tu. Chứ không phải là cái vấn đề chúng ta lên trả lời, trả bài cho Phật, hay là chúng ta lên trả lễ cho Phật, mà chúng ta phải như vậy. Không có thần thánh nào phạt mình cái chuyện tụng kinh trễ hết. Còn nếu mà thí dụ muốn khuyên á, thì phải khuyên vậy đó. Nói là nếu mà con tụng kinh sớm được thì tốt. Mình nói như thế nào mà để cho người Phật tử đó người ta không có cái cảm giác như là bị hù dọa. Chứ còn không là tu chập rồi đạo Phật là chuyên đề hù dọa, nó tội nghiệp cho đạo Phật. Con là Phật tử chưa quy y, mong thầy giải thích giới cấm thứ tư là không vọng ngữ. Nếu mình nghe một thông tin chưa kiểm chứng rồi vội phát tán hoặc truyền miệng, có thể làm giảm uy tín của người khác, thì có phải là phạm giới thứ tư không? Giới cấm này rất khó vì đôi khi người phạm không biết. Dạ thưa đúng, cái giới thứ tư là giới không nói những điều thiếu chánh niệm. Chuyện có nói không, chuyện không nói có cũng là một vấn đề. Đâm bì thóc, thọc bì gạo, tới đầu này tới đầu kia cũng phải, cũng là một việc. Rồi loan truyền những tin mình không thấy biết rõ ràng. Tất cả những cái gì nó thuộc về cái lời nói, nó đều phạm trong cái phạm vi giới thứ tư. Đã biết rằng chuyện này chúng ta chưa kiểm chứng mà chúng ta vẫn cố tình nói thì cái này là nó hơi nguy hiểm. Khi chúng ta nghe một điều gì mà rõ ràng chúng ta chưa xác định mà chúng ta vẫn đi tuyên truyền thì cái đó lỗi rồi. Phải không? Và hơn nữa đó, ví dụ như một cái gì nó vô tình thì thôi không nói. Nhưng mà nếu mà chúng ta cố ý trong cái việc này thì nó thành tội. Ví dụ bây giờ lỡ mình vừa nghe xong mình cũng vô tình đi, sơ ý, cứ vừa nghe xong cái đi nói lại cho người khác nghe mà việc đó mình chưa kiểm chứng. Trong cái vô tình của mình thôi chứ mình không có cái ý hại ai. Thì cái đó mình có cái lỗi đó, nhưng mà lỗi sơ ý chứ chưa thành tội. Cái gì mình không có cố ý mình làm thì là lỗi. Cái gì mình cố tâm mình làm thì là tội. Thí dụ mình nghe nói về cái người đó mà sẵn đà mình lâu nay ghét cái người đó rồi, cho giờ sẵn cái dịp này là mình cố tình mình loan tin để mình hạ uy tín của người đó xuống, thì cái đó nó thuộc về cái tội trong cái giới thứ tư. Thầy cho con hỏi đây. Con năm nay 26 tuổi, hơn 10 năm trước con được cha mẹ dẫn đi quy y Tam Bảo, nhưng sau đó con được bạn bè dẫn đi theo đạo Tin Lành. Con lúc theo đạo này đã có nhiều lời xúc phạm đến Phật và chư Bồ Tát cũng như các vị tổ sư. Tuy nhiên trong thời gian theo đạo Tin Lành con cũng không tin chắc và hoài nghi nhiều lắm nên con cố tìm hiểu nhiều. Trong một lần con vô tình nghe bài giảng của thầy và nhiều thầy khác, con thấy mình có lỗi nhiều quá. Một phần do tuổi trẻ bồng bột và không suy nghĩ kỹ chín chắn. Nay con muốn sám hối và quay về nương tựa Tam Bảo, con xin phép thầy cho được lời khuyên và những việc con phải làm. Cái việc này là chúng ta phải nhớ là khi chúng ta dù có một đức tin nào cũng vậy. Ví dụ em Phật tử này bây giờ có bỏ Phật mà theo Tin Lành,
thì cũng không nên phỉ báng như vậy. Tại vì cái đạo đức căn bản là chúng ta không phỉ báng người khác, mà nhất là những cái vấn đề tâm linh. Mà không một đạo giáo nào mà làm cái việc đó, nếu như cái đạo đó có đạo đức, có một cái đạo lý sống hướng dẫn cho tín đồ thì không là như vậy. Huống chi là tin lành chứ không có tin ác nha. Thành ra tin lành là tin vào điều lành, thì ai một khởi một niệm lành thì mình phải ca tụng. Mình không theo cũng không sao, nhưng mình tùy hỷ. Cho nên là bây giờ em lỡ như vậy, nhưng mà mình gốc Phật, thì hôm nay có muốn trở về với Phật cũng không sao. Đó là cái tâm mà mình muốn quay về, gọi là quy y mà, quay về nương tựa. Thì mình muốn trở về thì mình, thật ra mình một lần mình đã quy y thì cái gốc tam bảo mình không có mất. Chẳng qua là một cái giây phút nào đó mình rong ruổi thôi. Rồi khi mình trở về thì mình trở về với cái sự tu tập, thì mình tự là một Phật tử. Vì cái bản chất đó không hề mất. Cái tâm tánh thanh tịnh, Phật tánh đó không có mất. Cho nên em cứ nhẹ nhàng trở về trong cái sự tu tập. Và sự tu tập này mà nhớ, lần này mình trở về không phải là mình trở về như một tín đồ của một đạo giáo, một tôn giáo. Mà đạo Phật là một đạo giáo, nghĩa là gì? Là giáo dục con người đi một trên một con đường chân thiện mỹ. Còn tôn giáo là có giáo chủ, có thần linh thờ cúng để ban phước giáng họa. Còn đạo giáo là một cái giáo lý, một cái giáo dục, một sự giáo dục, có một đường lối giáo dục để cho con người có được một cái đời sống an lạc. Cho nên người Phật tử là một người theo đạo Phật, nghĩa là được sự giáo dục đi trên con đường chân chánh. Từ cái tâm suy nghĩ, từ cái việc làm, từ lời nói, đó là đạo Phật, gọi là Phật giáo. Phật giáo là giáo dục cho con người sáng suốt, tĩnh lặng, thiện lành ở trong ba việc làm: suy nghĩ, lời nói và hành động. Chuyển nghiệp. Khi xưa con đã tạo bao nghiệp xấu bởi vì vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra. Nay con xin nguyện sám hối tất cả. Mà sám hối là con quay trở về, con nhận cái đó sai để con chỉnh sửa. Bạch Thầy, trong tình hình đại dịch hiện nay không biết bao giờ mới được yên. Vậy khóa tu xuất gia gieo duyên vào tháng 8 năm nay vẫn có theo lịch trình không? Thưa là hiện tại mình cũng chưa có quyết định được, thì cứ chờ tới tháng 6. Nếu mà tình hình không ổn thì chúng ta sẽ có một cái thông báo trong tháng 6 hoặc tháng 7 để coi chúng ta không tổ chức hay là chúng ta sẽ tổ chức như thế nào. Và bây giờ thì chưa có, bây giờ thì coi như là trên tinh thần là mình vẫn giữ khóa tu. Nhưng mà còn sự việc như thế nào thì để gần đó rồi mình mới có thể quyết định được. Bởi vì rất tiếc là nếu không tổ chức khóa tu được. Chờ Pháp Hòa cứ muốn nấn ná để chờ để mà làm sao chúng ta tổ chức được khóa tu, vì cái đó là cái tâm nguyện của mình. Mô Phật, con hỏi, hiện tại thầy tu tập ở Canada, vậy ở Việt Nam thầy còn người thân, gia đình gì không? Và sao ít thấy thầy về Việt Nam? Có người thì hỏi tiếp cũng cái câu đó là đại ý cái câu hơi dài dòng, nhưng mà cái ý là Pháp Hòa mà muốn về Việt Nam á, là phải có người đài thọ một khoản tiền lớn mới về, còn không là Pháp Hòa không về. Dạ thưa, không phải. Pháp Hòa không phải vì vấn đề ai đài thọ hay không đài thọ mà không về Việt Nam. Nhưng mà quý vị cũng biết là ở đây Pháp Hòa quá nhiều Phật sự, Pháp Hòa chưa thể đi được, chứ mà không phải là không về. Thì cũng không có một cái ý gì gọi là mờ ám sâu sắc gì hết, chỉ đơn giản là chưa có thời gian để về được. Còn về gia đình thì không có nhu cầu, bởi vì cha mẹ gia đình bên này hết rồi, không có nhu cầu gọi là phải gấp về Việt Nam để thăm ông bà cha mẹ của mình. Ở đây thì quý vị cũng biết ở hải ngoại này Phật sự rất là nhiều và rất thiếu nhân sự. Và Pháp Hòa thì
lúc nào cũng bận rộn với rất nhiều việc. Trường hợp như quý vị thấy á, thời gian này ai nhà rảnh chứ Pháp Hòa là không rảnh á. Pháp Hòa là không rảnh á. Một ngày á, là coi như là từ sáng cho đến chiều hết thời khóa hướng dẫn lớp học. Quý thầy không học là hết gần 4 tiếng rồi. Hướng dẫn quý thầy quý cô không là gần 4 tiếng rồi. Rồi hai thời kinh nữa, thành tử ra không có rảnh. Rồi chưa nói là phải trả lời thư mail, biết bao nhiêu công việc. Cho nên Pháp Hòa rất rất là bận. Đi giảng thường như vậy là bao nhiêu việc phải đình trệ lại. Rồi lúc mà trở về lại phải cố gắng chạy theo những công việc đó. Nhưng mà cũng không có bỏ được thời khóa, không có thiếu được cái sự thời khóa cho riêng mình. Cho nên vì có thời khóa cho riêng mình, rồi thời khóa với chúng, rồi phải giải quyết tất cả những công việc của chùa, cho nên Pháp Hòa rất bận. Và đi Việt Nam là phải đi cho lâu, chứ để ít ngày uổng quá. Chứ cũng muốn lắm. Thôi sẵn đây Pháp Hòa cũng xin thưa là tất cả quý vị ở Việt Nam, Pháp Hòa biết quý vị có lòng thương Hòa lắm, muốn Hòa về thăm, nhưng mà thông cảm. Pháp Hòa sẽ có một ngày về, nhưng mà chưa biết ngày nào. Viết không bỏ dấu cho nên đọc hơi khó. Thưa Thầy, con cố gắng dằn lòng là không ghét ai hết, nhưng điều đó quả là không dễ dàng, vì có những người khi mình gặp mặt vẫn không thể ép mình thích họ được vì những lời nói và hành động của họ. Bao nhiêu năm qua con cố gắng vẫn không làm được và cũng không thể tránh họ được trong cuộc sống của con. Vậy nên phải làm gì trong trường hợp này? Không muốn ghét ai nhưng mà biểu thương, ép mình thương người đó thương không được. Tại vì mình còn sống bằng hai cái tâm niệm thương với ghét. Thật sự ra cuộc đời này á, nếu mình giữ được cái tâm không thương không ghét là tốt rồi. Nhưng mà khó lắm, tại vì cuộc đời này làm sao mà không thương ghét. Nhưng mà nếu không thương thì thôi cũng đừng ghét. Tại vì ghét là một tâm hành xấu, nó làm cho cái tâm của mình nó dở đi. Ví dụ mình không thân được với người đó thì mình không cần thân. Nhưng ở trên mặt là trên cái cuộc sống mà vẫn phải tiếp xúc người đó, vẫn phải giao tiếp với người đó, vẫn phải làm việc với người đó, thì chúng ta cứ làm ở trên tinh thần là đối tác công việc thôi, chứ không cần phải khởi niệm thương ghét gì. Tại vì có thương là có ngày sẽ ghét. Mà hãy có ghét rồi là nếu mà thương mà có ngày thương rồi thì nếu mà không có giải thoát thì lại càng bị dính mắc ở trong cái tình thương. Còn ghét mà không có giải tỏa thì ghét càng sâu. Cho nên đã là con người thì nhất định phải có thương có ghét. Chứ còn nếu mà nói là trạng thái này không có thương ghét gì thì cũng hơi khó. Tuy nhiên ở một cái mặt, nếu mình gặp phải một cái cảnh duyên mà phải quán chiếu, thì chúng ta tập cái tâm mình là nhìn người đó như một người làm việc chứ không phải là một cái người thân. Chúng ta vẫn phải gặp, vẫn phải làm việc, nhưng mà không cần phải khởi một cái niệm ghét người đó. Cứ bình thường như là một cái người đối tác công việc thôi. Còn nếu mà mình á, sâu sắc hơn nữa đó, mình phải quán chiếu rằng á, một cái người mà người ta lúc nào cũng chọc cho người khác ghét á, thì người này là một người đang đi về những nẻo đường xấu ác. Những người này là những người rất là dở, không có biết cách làm cho người khác thương. Thì chúng ta phải thương tội nghiệp họ, thương họ vì họ sống không có biết cách. Những người đó mình phải, nếu đó là nếu mà quán chiếu tu tập ấy nha, như tinh thần của Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn vậy đó. Một người mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, tâm tư cũng không dễ thương, thì một người này là một người rất là đau khổ. Tại vì sao? Vì trong lòng họ không có một chút gì gọi là dễ thương hết. Họ không có lời nói dễ thương, họ không có hành động dễ thương, họ không có một chút nào trong tâm tư họ dễ thương, thì có phải là một người đau khổ không? Thật ra một người như vậy thì chúng ta thương họ là vì họ là một người sống trong cái cảnh khổ đau. Còn một người mà họ lời nói dễ thương, hành động dễ thương, trong tâm tư cũng rất dễ thương, mà mình là một người trí mà lại sanh tâm ganh tị với người đó, thì mình phải bỏ cái tâm ganh tị đó đi. Vì nếu không biết sống với một người tươi mát như vậy thì mình không phải là một người có trí tuệ. Quý vị đọc lại cái bài kinh kinh gì?
kinh Năm Phương Pháp Diệt Trừ Phiền Giận. Thì trong đó ngài Xá Lợi Phất đã hướng dẫn cái điều đó. Cha mình còn nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà chắc hết giờ rồi, mình chỉ khoảng 10 phút nữa thôi. Thì hòa xin giải thích một câu này nữa. Thôi thì bây giờ cái câu tiếng Anh đó, trong này có một câu tiếng Anh và hòa để dành lại để bữa thứ sáu các thầy sẽ trả lời trong cái buổi pháp thoại tiếng Anh đi cho nó phù hợp nha, chứ còn bây giờ ở đây mình đang nói tiếng Việt cái chen vô một câu tiếng Anh mất công là phải sửa lưỡi trở lại nữa. Câu hỏi kế tiếp, quý vị ráng cho 10 phút nữa được mấy câu nữa ha. Tại sao cúng cô hồn mình lại cúng muối gạo nước mà không cúng thứ khác? Tại mình không chịu cúng thứ khác chứ cô hồn đâu kêu. Nhiều khi cô hồn cũng đang quải với cái muối gạo của mình lắm mà tại mình không biết hết chứ. Thưa đại chúng, cúng của người Việt Nam mình á, cúng cô hồn á, mình hay có cái tục là mình cúng muối gạo nước, là bởi vì dân tộc Việt Nam chúng ta sống bằng gạo nước cho nên chúng ta cúng gạo nước. Người Trung Quốc không có cúng gạo nước mà người Trung Quốc cúng bánh bao, cúng bún xào, cúng mì xào, là tại vì người Trung Quốc ăn bánh bao, ăn bún, ăn mì. Nếu mà chúng ta cúng cô hồn ở Mỹ, ở Canada, quý vị có thể cúng pizza, hamburger, oatmeal, cereal, những cái bánh kẹo, những cái thức ăn mà ở Mỹ người ta có. Không nhất thiết phải cúng muối gạo. Bởi vì người Việt Nam chúng ta ăn muối, ăn gạo, uống nước, mình lấy muối gạo làm chuẩn, lấy nước làm chuẩn cho cuộc sống. Cho nên á, trong vừa thời gian dịch vừa qua, khi người Mỹ chưa rần rần đi chợ là người mình đã đi rần rần đi chợ rồi. Và hai cái mình vô mình hốt không cần biết đó là gạo với nước. Vậy rõ ràng đâu phải cô hồn ăn con dĩa muối dĩa gạo đâu. Cô hồn sống vẫn ăn muối gạo dữ lắm. Thật ra đó là biểu tượng người Việt Nam mình ăn lấy gạo nước làm chuẩn trong cuộc sống. Vì vậy cho nên khi chúng ta cúng muối gạo. Nói gần gũi hơn, rõ ràng hơn và dễ hiểu hơn, mình ăn cái gì mình cúng cái này. Thật sự là như vậy. Chưa có một cái dỗ nào mà quý vị nấu ăn mà không phải là những món con cái gia đình mình thích. Mặc dù dỗ của ai đó không biết, nhưng mà đa phần là mình nấu những món mình thích, những cái món gì mà mấy đứa con mình nó khoái nữa. Cho nên đơn giản thôi, không có gì y sâu trong đó hết. Mình ăn gì cúng nay. Người Tàu á, không có một cái bữa cúng nào mà không có bánh bao. Mà nhất là mấy cái bánh bao với bánh bò nha. Tại sao? Tại vì quan niệm của người Hoa là gì? Bánh bò đó là một loại bánh nổi, nó phù lên vậy nè, là ý người ta muốn chúc tụng cho con cháu của người ta từ đây về sau làm ăn nổi lên, phát lên, giống như là cái bánh bò mà nó dậy lên vậy đó. Cho nên người Hoa là cúng lúc nào cũng có bánh bò. Hay là thậm chí có một số tập tục là người ta ra ngoài nghĩa trang, người ta lấy nếp, người ta trộn với men, vừa hạ nguyệt xuống, người ta dắt một cục nếp, ta phát cho mỗi đứa con một viên, một cục nếp dắt lưng quần. Chi vậy? Bởi vì nếp với men mà pha lại là ra cái gì? Ra chất ngọt. Để muốn cầu chúc cho con cháu bắt đầu từ đây về sau là không có còn những cái xua rủi gì hết, luôn luôn có cái gì? Có được cái chất ngọt ngào nó sanh ra trong 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 đời sống của mình. Cho nên phát cho người một cục xôi nếp trộn men dắt lưng quần. Rồi không thôi là đi ra ngoài mã người ta rải đậu để làm chi? Bởi vì đậu là nghe chữ đậu là cái gì? Là không có rớt. Đậu là không rớt. Cho con cháu từ đây về sau nghe làm ăn cũng đậu nha. Mà làm đâu đậu đó nha. Rồi thậm chí làm gì nữa? Con cái sanh sôi nảy nở như đậu mà nó lên mầm vậy đó. Đó là một cái ý nghĩa chút. Cũng giống như người Việt Nam mình mà chết rồi lấy 7 hột nếp, nếu đàn ông 7 hột nếp với miếng vàng bỏ vô miệng. Hỏi chi vậy? Để ngậm ngọc mà đi. Ý nói là ổng đói.
Còn người nữ thì phải chín hột nếp, bỏ một miếng vàng nữa để miệng ngậm ngọc mà đi, đi cho nó đủ. Thành ra mình nghĩ sao là mình sẽ làm vậy. Và người sống mình nghĩ cái gì thì mình sẽ làm cho người chết như thế. Cái đó cũng không có phải là cái gì sai. Hỏi có phải Phật giáo không? Không. Nó không phải của Phật giáo. Nhưng mà Phật giáo có cần phải bác cái đó không? Không. Giải thích cho người ta hiểu. Khi mà người ta hiểu rồi người ta làm, thì người ta hiểu thì người ta làm nó cũng chừng mực. Mà thí dụ người ta bỏ cái đó, người ta không làm cũng không có tội lỗi gì hết. Vì đó chỉ là một phong tục, một cái ý niệm. Thật sự Phật giáo không bài bác bất cứ một cái gì của văn hóa truyền thống của người khác. Nếu mình tiếp nhận được thì mình tiếp nhận, rồi mình làm cho cái văn hóa nó hay hơn, nó đẹp hơn. Chứ không có cần bài xích. Còn nếu không, giải thích cho người ta hiểu. Khi người ta hiểu, à, cái này vô thưởng vô phạt, để cũng được, không để cũng không sao. Ví dụ như lỡ cúng cô hồn không có muối gạo có sao không? Đâu có sao. Ăn không muối gạo ta ăn món khác. Tại vì người Việt Nam mình ăn cháo, người Tàu mình ăn cháo, cho nên cúng cô hồn có chén cháo. Tây không có biết ăn cháo đâu. Phải không? Thành ra các nước khác người ta, nhiều khi người ta không có cháo thì ta ăn gì? Cho mình ăn gì mình cúng đấy. Quý vị muốn cúng bao nhiêu cũng được hết, tùy mình. Chứ không có hỏi cô hồn ăn cái gì. Một là mình không biết, mình chưa vô đó. Hai là mình không có số phone của mấy vị trong đó. Nếu có mình số phone mình hỏi. À, con có nghe cô của con là một Phật tử theo Phật trước đó. Cô nói đã là Phật tử thì khi đi chùa không có lại vong, vì là đệ tử Phật rồi. Rồi con nghe nói là mình đi viếng người đã mất cũng không nên thắp nhang lại vong đó. Mà con nghĩ cũng kỳ kỳ. Đi ta đi viếng tang mà không thắp nhang hay lại họ thì thấy sao ấy ấy. Vậy là ấy này biết rồi đó, ấy này biết chuyện đó. Mình mà là Phật tử rồi, mà đã quy y Phật tử rồi, mà như vậy là quá ra đạo Phật dạy cho mình mất lịch sự quá. Gặp người không chào. Không? Đi 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 tới đám tang người ta mà đứng nhìn. Hỏi sao vậy, tôi Phật tử. Vậy mình đâu phải đạo Phật. Mình đạo khác rồi đó. Tại làm sao mình gặp một cái người kia mà con nít mà dạy con, người lớn tới con khoanh tay con chào nghe không? Rồi thậm chí người lớn với nhau mà gặp với nhau là phải bắt tay, phải cúi đầu, phải cảm ơn, phải giữ lễ. Việt Nam là cái xứ lễ nghĩa, mà tự nhiên quy y Phật rồi cái thành người không có lễ nghĩa là sao? Hoàn toàn đây là một thứ, một cái hình thức tà kiến. Tà kiến là gì? Những ý nghĩ sai lệch, những tư duy sai lệch. Vì tư duy sai lệch cho nên dẫn tới những hành động sai lệch và đi truyền bá cái tà kiến đó. Tại sao còn sống mà gặp nhau chào, tới hồi chết không chào? Vậy là cái tiếng, cái chữ ông bà mình dạy là một tiếng chào cao hơn cổ, nó nằm ở đâu? Một tiếng chào nó cao hơn một mâm cổ. Mình đãi người ta một mâm ăn mà mình không có lịch sự với người ta, mà mình cứ không có kính nể người ta thì cái bữa ăn đó vô bổ. Cho nên đạo Phật đâu có cái chuyện đó. Dù là chư tăng, thậm chí đi ngang bằng linh nè, thắp cây rang rồi cũng phải xá. Chứ ai nói mình tu Phật rồi không? Tu Phật rồi phải càng lịch sự chứ, đâu mất lịch sự dữ vậy. Tới bằng Phật, tới bằng vong người ta không lại, tới đám tang người ta đứng ngó là sao? Rồi mình sắm nhang ra để làm gì? Rút khấn khấn ai mà không cầm nhang? Cái nhang để biểu tượng cho giao tiếp, giao thoa giữa mình với người mất. Cầm cái hương lên tự nhiên nó có cái gì đó, nó giao cảm. Lặng lẽ chiên đàn nhả khói thơm, đỉnh trầm sông ngát ý thiền môn. Lung linh nến ngọc ngời sao biển, thanh tịnh trần gian sạch tuổi hờn. Mình đọc mấy câu đó. Hương sông đảnh báo giới định tuệ hương, giải thoát tri kiến quý khôn lường, ngào ngạt khắp muôn phương, thanh tịnh tâm hương đệ tử nguyện cúng dường. Cái tâm mình nó tương duyên với cái nén hương vật chất đó. Thế thì tại sao chúng ta không làm được cái chuyện thắp hương?
Mà nếu người nào mà không còn cái gương là không phải đạo Phật. Nếu mà nói theo cái căn bản hình thức, dĩ nhiên đạo Phật không phải kẹt ở cái hương, nhưng mà xưa giờ cái phong tục, cái hễ chỗ nào có một cái nén hương là tự nhiên chỗ đó ta thấy có cái bóng dáng gì của đạo Phật. Chỗ nào mà người ta còn chắp tay xá chào nhau là bóng dáng của đạo Phật. Mà đạo Phật là gì? Là Phật giáo. Phật giáo là gì? Là giáo dục con người sống tỉnh thức, sống đúng với cái bổn phận giữa con người với con người, giữa người sống với người chết, giữa người đệ tử với người thầy, giữa thầy với đệ tử, giữa người làm với người chủ với người làm, thể hiện trong cái kinh gọi là kinh lễ bái sáu phương hay là kinh thiện sanh. Làm gì có cái chuyện đó? Cho nên không thể, cái này không phải đâu. Là chị thấy sao sao đó kỳ kỳ đó là được rồi đó. À, mình nói, mình trả lời một câu cuối nữa là mình nghĩ ha. À, định nghĩa của tư tăng đoàn theo một cư sĩ nghiên cứu đăng trong chánh pháp thì tăng đoàn là đoàn thể của những người sống tỉnh thức, bao gồm các vị xuất gia, tăng ni và cư sĩ tại gia sống đời tỉnh thức. Theo một vị hòa thượng thì tăng đoàn chỉ là tăng ni vì xuất gia cắt ly giữ nhiều giới. Thế nào giải thích chữ tăng đoàn? Thưa đại chúng, cả hai nghĩa đều đúng. Bởi vì nếu mà đúng nghĩa của chữ tăng, chữ tăng là mình nói tắt, nói đúng là tăng già. Bởi vì mình phiên âm từ chữ Phạn là săn ga, săn ga và chúng ta âm là tăng già, nói gọn là tăng. Nhưng mà tăng vẫn chưa có nghĩa. Và chữ nghĩa của tăng già là gì? Là một đoàn thể từ 4 người trở lên sống có thanh tịnh, hòa hợp. Hai cái yếu tố của tăng: thanh tịnh, hòa hợp. Nếu một đoàn thể tăng nào dù ở cả 1000 người nhưng không có sự thanh tịnh, hay là hoặc là không có sự hòa hợp, cãi vã hiềm khích với nhau, thì đoàn thể đó cũng không được gọi là tăng dù họ ở 1000 người. Vì họ chỉ có cái lượng người mà họ chưa có cái bản thể, là cái nature, là cái bản chất, cái quality của một người tăng, của một đoàn thể tăng. Bởi vì chữ tăng trong Phật giáo nhất định phải đủ, hội đủ 2 yếu tố là thanh tịnh, hòa hợp. Từ 4 người trở lên là một đoàn thể mà phải hòa hợp. Dù mình ở 1000 người mà gây lộn mỗi ngày, hay là người này không nhìn người kia ghét cay người nọ, thì đoàn thể đó chỉ là hình thức của tăng, nhưng mà chất liệu của tăng, bản chất của tăng không đúng. Còn nói về thanh tịnh tức là đời sống mô phạm. Đó là mình nói ở cái nghĩa là theo cái nghĩa tăng của đúng đúng nguyên thủy. Ngày nay chúng ta nhìn đoàn thể của đạo Phật gồm có cả tu sĩ và cư sĩ. Vì tất cả những người nào sống tỉnh thức, những người nào sống có tỉnh thức theo lời Phật vẫn là một đoàn thể. Đó là dưới cái nghĩa rộng, để làm sao? Để hướng dẫn cho những người cư sĩ cũng biết rằng mình là cũng là một chúng của đệ tử Phật, thất chúng đệ tử Phật. Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, và đó là 7 chúng đệ tử Phật. Mà 7 chúng đệ tử này, tùy theo mỗi cái chúng mà chúng ta sống đúng với cái bản chất của chúng ta, đúng với cái nghĩa. Thí dụ, cư sĩ tại gia cũng có thể sống cuộc đời thanh tịnh của cư sĩ. Thanh tịnh của cư sĩ là cái gì? Nghĩa là giữ 5 giới đó, không vi phạm thôi. Ví dụ như các thầy, các vị xuất gia là bất dâm, nhưng mà các vị tại gia là gì? Không tà dâm. Ngay cả các vị khi thọ Bồ Tát giới, các vị thọ Bồ Tát giới xuất gia là bất dâm, nhưng các vị Bồ Tát cư sĩ thọ giới tại gia Bồ Tát không có phải là diệt dục bất dâm nha. Đừng có hiểu lầm cái đó rồi mình về cái mình xáo trộn cái đời sống của mình thì người thân của mình sẽ rất là phiền muộn.
Cái nghiệp các vị Bồ Tát cư sĩ tại gia, thọ Bồ Tát giới tại gia chỉ có một điều thôi, là không nên gần gũi chuyện vợ chồng không đúng chỗ. Ví dụ như ở chùa chiền hay những nơi tu tập, hay là những ngày chay lạc, như ăn chay trường là đương nhiên, nhưng mà có 6 ngày tu tập, mùng 1, mùng 8, 14 rằm, mà 23, 24 hay là 18, 18 gì đó, ăn 6 ngày chay đó, mùng 29, 30, 29, 30, mùng 1, mùng 8, 14 rằm, 29, 30, 6 ngày. Thì 6 ngày đó mình thọ bát quan trai. Thì nếu mà mình tu tập 6 ngày đó thì mình không nên, vì mình giữ thanh tịnh. Chứ còn bình thường chuyện đời sống mình vẫn bình thường, chẳng qua mình giữ một cái Bồ Tát giới của tại gia. Cho nên trong giới nói rõ là không được hành dâm phi thời xứ, chứ không có cái chuyện cấm đoán đó. Mà chúng ta hiểu lầm, rồi chúng ta làm hai cái giới nó trộn rộn với nhau, rồi chúng ta ứng dụng thấy như là chúng ta làm đúng, mà thiệt sự chúng ta làm trật. Vì chúng ta tu tập còn là người tại gia, cho nên Đức Phật rất là rõ ràng. Thật cái chữ thanh tịnh đó đó nghĩa là chúng ta đừng vi phạm cái gì mà trong đời sống. Thí dụ, Pháp Hòa ví dụ đi, bây giờ cư sĩ Phật tử mình có ăn mặn, chưa ăn chay trường, có người ăn chay trường mà phần lớn là chưa ăn, thì chúng ta ăn những cái gì mà trong phạm vi mà xã hội ngày nay đang chấp nhận. Ví dụ như heo bò, gà vịt. Chứ xã hội chưa có cái chuyện phổ biến rộng là, hay là chấp nhận cho mọi người là ăn chó, ăn mèo, ăn dơi, ăn những cái con mà xã hội người ta chưa. Thì chúng ta cứ ăn mặn cũng không sao, nhưng mà trong cái phạm vi đó thì chúng ta vẫn gọi là thanh tịnh. Hay là chúng ta vẫn có đời sống gia đình, nhưng đừng có quan hệ dục nhiễm với những người khác thôi. Cho nên ở cái mặt rộng thì đoàn thể tu hành. Ví dụ như các vị sa di 10 giới, thanh tịnh trong 10 giới là một sa di của mình, chứ còn mình chưa giữ tới 250 giới. Ví dụ như các vị sa di nói là không được ba y lìa thiếu, hay là rời y ba y mà ngủ. Các vị sa di có một y thôi, ba y đâu đó mà phải thọ cái giới đó. Vì vậy cho nên chữ thanh tịnh ở đây là tùy theo mức độ nào của mỗi người chúng ta mà chúng ta giữ đúng đó là thanh tịnh. Cho nên ở đây trường hợp các vị xuất gia, nghĩa mà nghĩa nguyên thủy của chữ tăng là đoàn thể của những người xuất gia sống hòa hợp thanh tịnh. Còn nếu chúng ta nói rộng để cho các vị cư sĩ cũng nhận mình ở trong đoàn thể là tăng, là đoàn thể của những người sống cuộc đời tỉnh thức. Tỉnh thức là chúng ta sống không có mê lầm. Bằng cách nào gọi là tỉnh thức? Không rượu chè cờ bạc, ăn uống có chánh niệm, không đem những cái gì làm hại cho thân thể, không làm những cái gì mà tổn hại đến tinh thần của mình, vân vân. Thì đó là cái nghĩa của chư tăng, và tùy theo chúng ta định nghĩa ở cái mặt nào. Nguyên thủy thì chữ tăng chỉ là chư người xuất gia thôi. Cho nên Đức Phật nói trong tại gia Bồ Tát giới không? Bồ Tát giới có hai loại, xuất gia và tại gia. Xuất gia thì dễ tu hơn, còn người tại gia thì khó tu hơn, chứ vẫn là Bồ Tát. Nhưng mà mình đi xuất gia rồi thì cái chuyện tu mình nó dễ. Vì sao? Vì cái môi trường, hoàn cảnh cũng như là những cái người sống chung. Còn tại gia thọ Bồ Tát giới chứ coi khó là gì? Hoàn cảnh cũng như những người sống xung quanh mình, họ chưa nhịp nhàng đồng điệu với mình, thì đôi khi mình muốn đi xa hơn trên con đường tu tập nó hơi khó. Thế thôi. Nhưng mà khi chúng ta chấp nhận thọ cái đó rồi thì chúng ta phải biết uyển chuyển làm sao để chúng ta vẫn sống một đời sống của tại gia Bồ Tát mà vẫn không làm phiền những chúng sanh mà chúng ta đang sống với họ. Như vậy chúng ta mới gọi là Bồ Tát nhập thế độ đời, chứ không phải mình sống rồi mình tỏ vẻ như mình là một Bồ Tát rồi những người xung quanh mình họ chưa tu tập, họ chưa có giỏi, rồi mình phiền não họ, mình thấy họ tội lỗi thế này thế kia. Không nên như vậy. Đó là chưa đúng cái tinh thần của tại gia Bồ Tát. Lý do Đức Phật cho các vị Bồ Tát tại gia thọ giới là gì? Lấy cái tinh thần Bồ Tát làm chuẩn, nhưng vẫn biết được rằng đời sống mình đang ở đâu, để chúng ta sống cho nó đúng bổn phận của mình, mà không vẫn phối hợp được với cái tinh thần Bồ Tát. Và trong đó Pháp Hòa nghiêm ra,
không rời an dưỡng lại ta bà là cái chỗ đó. Sau này Pháp Hoàng nghiệm ra được cái câu đó. Cái câu mà không rời an dưỡng lại ta bà. Tâm quý vị chưa rời cái nhiễm ô, nhưng quý vị không tách cái nhiễm ô. Thôi thì Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây vì cũng đã 2 giờ rồi, 2 tiếng rồi. Thì xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng Trúc Lâm đã trợ duyên cho buổi tối hôm nay. Và đặc biệt là cảm ơn toàn thể đại chúng ở trên livestream trực tuyến truyền cái buổi nói chuyện tối hôm nay qua một số các câu hỏi. Và Pháp Hòa xin nợ lại quý vị một vài câu hỏi ở đây, có dịp Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị. Nếu mà quý vị thích thì có thể sau này mình mỗi tối chủ nhật hoặc là trưa chủ nhật, tùy theo cái đóng góp của quý vị hay là cái thời gian của chùa, thì việc này mình sẽ tính lại. Thì Pháp Hòa thấy là nếu mà mình muốn thì có thể sử dụng ngày chủ nhật cũng được. Buổi trưa 2 giờ hoặc là buổi tối 7 giờ như thế này. Thì mong đón nhận ý kiến của đại chúng để chúng ta có những buổi sinh hoạt online hạnh phúc và nhiều niềm vui. Một lần nữa cảm ơn đại chúng và chúc quý vị có nhiều sức khỏe, cuối tuần an lạc. Và ngày mai chúng ta còn một ngày tu học nữa bằng cách là buổi sáng 10 giờ mình tụng kinh Địa Tạng Quyển Hạ. Buổi tối 6 giờ mình học giáo lý và 7 giờ rưỡi chúng ta tụng kinh Dược Sư. Quý vị nào chưa có bản kinh Dược Sư có thể lên trên website của chùa để download cái bản kinh đó xuống để tụng. A Di Đà Phật, cảm ơn đại chúng. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đà.